một Help option. Mình sẽ vào option trước nhá. Ấn phím 1 kìa các bạn. Các bạn có thể thấy bên dưới nhá, bên dưới phần giữa màn hình, bên dưới cùng không? Có ấn phím 1 Help option đấy. Mình sẽ ấn phím 1. Ở đây mình sẽ vào control xem trước các nút nhá. Đây các nút sử dụng này. O U I Z K L P này các bạn. Thế nào? V K F A S D. Chúng ta sẽ chơi bàn phím nhá các bạn. Các bạn thích thay đổi thì các bạn có thể ấn vào nó. Enter, sau đó ấn phím gì các bạn tùy thích. Ví dụ mình sẽ ấn phím 4 chẳng hạn. Thế nào? Nhưng mà mình sẽ chỉnh lại phím gì. Còn nếu không thì mình sẽ sang cái phần đó là default ở đây. Rồi mình ấn enter thì nó sẽ tự động hiệu chỉnh lại như ban đầu thôi. Thế nào? Xong thì ấn SC. Rồi ấn enter. Nó sẽ tự động xếp lại. Mình sẽ vào thử cái phần graphic nhá. Full screen, đây nó tắt chế độ full screen rồi các bạn. Các bạn thích thì bật lên nhá. Thôi thì mình cứ sẽ để cái phần đó là không full screen ở đây. Monitor resolution luôn. Rồi những khác mình sẽ để mặc định hết. Graphic vừa vào rồi. Display cũng để mặc định luôn. Resolution hub. Đây là có lẽ là hiệu chỉnh những cái thanh máu hay là những cái effect riêng của cái màn hình thi đấu chúng ta. Có lẽ là sẽ dịch sang phải hay dịch sang trái gì đó. Ở đây là credit là cái phần giới thiệu rồi. Audio âm thanh này. Có lẽ chỉ có như vậy thôi. À, chúng ta cần quan tâm thôi. Definition test. Đây có lẽ là chế độ test game. Đây đồ họa game các bạn. Mình sẽ thoát ra ngoài thôi. Hơi nhảm nhí. Tập combo mà các bạn. Daily loot à, cái này thì chắc là chế độ online mới có à. Rơi đồ các kiểu. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ thoát toàn bộ ra ngoài. Sau đó mình sẽ vào phần đó là single player ở đây. Thế nào. Mình là game offline cho nên là chúng ta sẽ chủ yếu là chơi được cái phần offline của nó thôi. Game offline, game crack ấy, cho nên chúng ta chỉ chơi được phần offline của nó thôi. Còn cái phần online thì có lẽ chúng ta phải mua game mới chơi được. Thế nào? Bây giờ mình sẽ vào thử single player nhá. Ở đây mình chọn đó là file chip, file luôn đi. Play vs CPU, đây là chơi với máy các bạn. Các bạn thể chơi story các kiểu. Đây là chúng ta thể chọn nhân vật này. Có khá nhiều nhân vật ở đây chúng ta lựa chọn. Mình sẽ chọn nhân vật nào đó nhìn hơi ghê. Nói chung là game này nó nhân vật nào nhìn cũng khá là máu me và mạnh mẽ. Không hề có sự dễ thương hay là gì đó ở đây cả. Mình chọn nhân vật đầu tiên luôn. Chàng Zako. Đây. Trông khá là cool ngầu đúng không nào. Combo acid. Chúng ta còn lựa chọn được những cái gì đây. À skin. Skin này thì chắc là không được rồi. Đây là skin đấy các bạn. Các bạn có thể thấy nhân vật chúng ta thay đổi kiểu tóc rồi là màu mè các kiểu đúng không nào. Còn bên này thì mình có thể chọn bất cứ ai mình muốn này. Cho CPU này. Nhân vật nữ đi. Mira. Trông rất là mạnh mẽ đúng không nào. Ok, giờ vào file heo thôi. Tiếp theo là chọn map. Công việc rất quen thuộc của các tựa game về đối kháng đúng không nào. Thôi mình sẽ để random luôn. Chọn mình map nào cũng được. Bình luận nào. Đây nhân vật của chúng ta này. Người ta đeo một thanh gươm trên lưng. Cái này mà rút gươm ra thì mà toát lưng luôn. Trông phi khoa học vãi. Bên kia nhân vật nữ. Ui. Really? Đá đấm. Các bạn nhớ nhá, nút I A U nhớ. Combo đá đấm. Úi xe, gái mày thà. Mày, con gái mày không tha đâu. Ôi. Ngã rồi mà. Cục mịch quá. Ui, nó đánh lại rồi.
Ui, đến giờ chị ấy thể hiện. Ui, nhẹ thôi chị ơi, nhẹ thôi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Ui, ôi, hết 2/3 cây máu. Khiếp thật, chỉ một lượt combo. Trong khi mình đấm gãy, đấm đá gãy cái chân cái tay ở đây rồi. Skill cuối cùng cũng được bật ra. Và chém, 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 chém. Lên đường nha chị, lên đường nha chị. Ôi, đừng, đừng, đừng nói là chết nhá, đừng nói là chết nhá. Ui, còn hôn một cái là hôn máu à. Chơi bừa vậy. Vô đây, ngon vô đây, ngon vô đây, ngon vô đây, ngon vô đây. Vô đây người đẹp, vô đây người đẹp. Ây, tôi. Cái này gần như là bị combo, là khả năng là bị đập đến chết luôn là hoàn toàn có các bạn ạ. Cho nên tốt nhất là phải tạo khoảng cách với cả đối thủ. Thắng rồi, một game đấu chiến thắng khá là dễ dàng dành cho PC Crack Gaming. Đây là nó hiện thông số cái trong trận đấu vừa rồi. Avenger combo dam rồi. Select cho Dexter hay là Remax chơi lại. Còn các bạn để chọn cái nhân vật khác để chơi. Giờ mình sẽ thử một nhân vật nữa nhá. Nhưng mà đây, nhân vật này thử coi. Hình như mình chọn nhầm rồi. À đây, may quá. Trông kinh khủng. Ui. Cái lìn gì vậy? Phong cách assassin à? Được đấy. Sao cái game thiết kế nhân vật xấu thế nhỉ? Nhân nó phải có cái gì đó mãn nhãn người nhìn chứ. Trông kinh kinh thế nào á? Maya. Đây rồi. Có lẽ là một võ sĩ Brazil. Rồi, trận đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Assassin và phong cách võ của Brazil. Chiến nào. Mua uổn. Ui nhẹ thôi. Phụ nữ với nhau cả mà. Ôi đừng. Ui bánh gần chết luôn các bạn ơi. Mày láo với chị. Ui ai ui. Đói. Mày. Thực ra thì mình đang ấn loạn tất cả các nút lên chứ mình cũng nãy giờ mình cũng chỉ nhìn một lần thôi. Mình cũng không nhớ lắm nút lắm. Mình chỉ nhớ là ZQOP gì đó. Ấn mưa lên. Kiểu gì cũng ui nghe thôi. Thôi xong rồi, xong tôi rồi. Ui, đừng. Đừng có chết luôn. May quá còn một tí máu. Tại vì là vẫn còn cơ hội. Mày láo với chị nhỉ. Có đối thủ được kìa. Mày. Cơ hội đập nó. Không cho nó cơ hội là bật. Mình còn một tí máu ấy. Nó mà đánh lại được mình một cái là mình chắc chắn chết. Đây rồi. Mày. Lên đường. Ô thôi xong. À rồi mày quá. Rồi thắng rồi. Có đúng một nhúm máu các bạn ạ. Giờ mình có bắt được luôn mạng thứ hai của nó không? Bằng một nhúm máu này. Các bạn tin mình có làm được không? Mình sẽ ép đối phương vào tường. Đánh nó đến chết thì thôi. Không cho mày một cơ hội nào cả. 9 hit, 10 hit. ZQK hit. Mày hả bởi. Nó thoát rồi. Đây rồi. Đây, ép đối phương vào tường hoàn toàn có thật các bạn ạ. Một hit và mình là người chiến thắng. Với chỉ một máu. Ôi. Đùa nhau à? Trời đất ơi. Xin phép thì tạo lên một kỷ lục nào đó. Thực sự là cuối cùng mình vẫn dính một hit. Cái gì vậy? Ôi. Người nhện à? Phong cách người nhện kết hợp với cả Assassin's Creed. Thôi được rồi, đó là một chút về cái lối chơi của tựa game này. Thì có lẽ cái game này hình như là xem nào. Nó còn chắc là trợ ơi, cái gì đây? Ấy. Ok, got it. Buy action. Shout out left, story, Swivin, CDU, VS, CDU. Shout out Swivin. Chắc là còn chế độ chơi chung ở đâu đó mà mình không biết. Thử vào multi xem nào. Story, VS collection. Vậy không có chế độ chơi hai người trên một máy à? Rank map để cho online rồi. Shadowlord 16 Shadowlord Lata Single player Combo Breaking Shining. Đây là tập chơi nha các bạn. Chắc nó phải ở đây ý nhỉ?
hệ thống rank này. Game này nếu bạn chơi online thì nó cũng có cái hệ thống xếp hạng điểm cho các bạn, xem ai là người chơi giỏi nhất cái trò này. Nhưng mà kỳ lạ nhỉ, nó phải có chế độ chơi hai người chứ. Mình chả biết ở đâu cả. Local player, play local offline, hay là cái này nhỉ? Đúng rồi, đây chính là cái chế độ chơi offline hai người đấy các bạn. Mình chọn P1 là thanh niên này. Ok, skin luôn. Còn bên này sẽ là press 2 menu, ấn không nhé các bạn. Sau đó cũng chọn tương tự luôn. Các bạn sử dụng phím điều hướng ở cái player thứ hai nhé. Chọn được ai rồi thì ấn phím 0 nhá để chọn nhá. Ôi, Skeleton này. Được rồi. Nói chung đây chính là cái chế độ chơi hai người. Các bạn có thể chơi cùng bạn bè của các bạn trên cùng một máy tính, được chưa nào? Được rồi, bây giờ mình sẽ chỉ giới thiệu đến đấy thôi. Mình sẽ tiến hành thoát game ở đây. Rồi, chúc các bạn đã lát game thành công và chơi game vui vẻ nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn. Nhớ subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất của mình nhé.